mấy năm trước á, em định ở nhà kêu mua vé đi qua ảnh kiếm anh á, thấy anh thích lạc. Khoảng khoảng bữa giờ bữa bốn năm năm trước á. Bác ở lại thăm hết gia đình thôi. Em xin chào anh tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc. Đặc biệt là chúng ta cũng phải giữ sức khỏe trong những ngày này, nếu không có việc cần thiết thì chúng ta nên ở nhà, hạn chế ra đường. Hầu như là tất cả các anh chị cũng như ở hải ngoại, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại thì bây giờ chắc có lẽ cũng đang thực hiện một cái lệnh của chính phủ là hạn chế ra đường, mà hạn chế nghĩa là không phải là cấm ha, không, chỉ là khuyến cáo là hạn chế để giảm sự lây lan của con virus corona này. Và hôm nay là Sài Gòn ngày 3 tháng 4 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Hữu Thọ, và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi lên cầu Kênh Tẻ đi về quận 4. Và khi mà bên quận 4 đi qua bên cầu Kênh Tẻ này, bên đây có bán rất là nhiều cây hoa, rồi cây ăn trái, cũng như là những cây kiển đó. Nguyên một dãy dài bên đây. Các anh chị nào thích trồng hoa, trồng cây thì chúng ta qua bên đây ha, bên này rất là nhiều luôn. Và hôm nay thì em đang trên đường đi công việc, đi làm thì hiện cũng xong việc rồi, đang đi về. Sẵn đây nhớ anh chị và các bạn thì trên đường đi thì em cũng chia sẻ với anh chị vài hình ảnh nơi đây, cũng như mình sẽ đi ghé ngang quận 4 để cùng tìm đến một cái địa chỉ, đó là hẻm 262 / 16 rồi 262 / 59 ở bên đường Đoàn Văn Bơ ở quận 4, để chúng ta hỏi thăm tung tích của một người má nuôi của anh chị, đó là thím Ba bán xương sáo và chú Phước Lê Văn Phước. Thì người má nuôi của anh Thành đây thì không biết ngày hôm nay như thế nào, có còn ở địa chỉ đó hay không, nhưng mà anh sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng, biết đâu trong những hình ảnh này lại có những hình ảnh quen thuộc của anh chị và các bạn thì sao. Ở đây bán rất là nhiều chậu cũng như phân thuốc, rồi hoa kiển, hòn non bộ, đá hoa cương, rất là nhiều luôn. Có những anh chị vì lý do gì đó chưa có dịp về Sài Gòn thì hôm nay hy vọng thông qua video clip cũng sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng xem lại Sài Gòn thông qua màn ảnh nhỏ này ha. Một trong những lý do mà chưa về Sài Gòn chắc có lẽ là do cái sự ảnh hưởng của con virus này là chắc luôn á. Con virus này thật là phiền quá, nó làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đó. Chúng ta đang lên cầu Kênh Tẻ nè, cầu bắc qua quận 4 và quận 7 qua dòng Kênh Tẻ. Cái cầu ngày nay thì rộng hơn một tí xíu, từ vì cái làn đường dành cho người đi bộ đi qua bên kia cầu á thì được nhà nước, được ban quản lý dự án này rút ngắn lại đi ở giữa nè, ở giữa cầu nè, để đi qua bên kia thôi, chứ không có đi từ đầu cầu bên đây qua đầu cầu bên kia hả. Đó, ngay cái dốc này nè, đi một đoạn ở giữa thôi, làm cho cây cầu nó rộng hơn tí xíu nữa. Đó, mặt trời chói quá. Đó, hướng bên phải chúng ta đó là dòng, thẳng hướng này là đi ra dòng sông Sài Gòn đó, ra cầu Tân Thuận. Và bên đây là chúng ta sẽ đi qua quận 4. Từ đây thì mình cũng có thể đi qua con đường Đoàn Văn Bơ cũng được, nhưng mà đi lòng vòng các anh chị sẽ rối, tại vì cái màn hình nó nhỏ đó,
mình cũng không có hình dung được con đường. Thì mình sẽ đi thẳng con đường xuống dốc cầu Kinh Tẻ, đó là con đường Khánh Hội. Rồi mình sẽ đi thẳng con đường Khánh Hội và đi qua con đường Hoàng Diệu. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường Đoàn Văn Bơ. Đi trục đường lớn nha, để các anh chị dễ hình dung hơn, dễ xem hơn. Chứ đi lòng vòng theo đường tắt thì nhiều khi anh chị không có lạc hướng á, nếu như mình cũng không nhìn thấy rõ. Và con đường Khánh Hội này ngày nay thì rất là thông thoáng. Mấy lúc trước rất là đông đúc nha. Chúng ta đi ngang đây là chung cư Tôn Thất Thuyết, ở chung cư Khánh Hội. Chung cư Khánh Hội nè. À, đúng hơn là chung cư Tôn Thất Thuyết mới đúng. Tại có một số địa chỉ thì người ta để là địa chỉ đường Khánh Hội thôi, chứ đó là chung cư Tôn Thất Thuyết đó. Bây giờ Sài Gòn là 5 giờ, 5 giờ hơn rồi. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Khánh Hội nè. Bên cánh trái là đó là công viên Khánh Hội ngày nay được làm rất là mới. Giờ mình đổi hướng nè, thay vì chúng ta sẽ đi thẳng đến đường Hoàng Diệu thì chúng ta sẽ quẹo phải con đường số 41 để anh chị cùng nhìn lại cái ngôi chùa Giác Nguyên, không biết ngày hôm nay nó như thế nào nè. Nếu đi thẳng thì mình sẽ ra bến Vân Đồn đó. Mình sẽ quẹo phải đi ha, quẹo phải ở giao lộ 41, con đường mới mở sau này. Qua đây đỡ chói, chúng ta nhìn rõ hơn. Ngay đây là giao lộ 41 và 45. Qua đây là giao lộ Tân Vĩnh với lại đường số 41. Dạo này thì Sài Gòn cũng rất là vắng, như vắng khoảng 90% so với ngày trước. Hầu hết tất cả chúng ta thấy ở ngoài đường đây là những người có đi làm đó, chứ không ai, hình như không ai đi chơi hay là đi đâu hết trơn. Mình nhìn ra bên phải đó là ngôi chùa Giác Nguyên. Ngày nay thì coi như là xây dựng cũng gần xong rồi, gần hoàn thiện rồi đó. Ngôi chùa. Và kế bên thì có một cái khu phố. Và nếu mình đi thẳng qua cái hẻm ngay chỗ cuối đường này thì chúng ta cũng ra được đường Vĩnh Khánh luôn đó. Còn nếu mình quẹo trái thì ra chợ Hãng Phân, đường Nguyễn Hữu Hào. Chúng ta sẽ quẹo trái nha. Ngay đây thì có cư xá Vĩnh Hội. Con đường này là đường Nguyễn Hữu Hào nè. Hai bên trái phải là những dãy cư xá. Không biết ngày nay anh chị có nhìn ra hay không? Chắc có lẽ em chạy xe cũng hơi nhanh nên anh chị cũng khó mà nhìn ra. Lúc trước em cũng có quay rất là nhiều video clip ở quận 4 này rồi nè. Hầu như bây giờ gõ quận 4 là bên 5 TV á. Rất là nhiều luôn. Đi cuối đường là chợ, khu vực qua ngã tư này là chợ Hãng Phân. Và cuối đường nữa là bến Vân Đồn. Ở đó cũng có một cư xá, nhưng mà ngày nay thì cũng rất là lâu đời. Chúng ta ra đây là đường Hoàng Diệu. Đi thẳng đường Hoàng Diệu này là sẽ ra Trịnh Minh Thế. Hôm bữa mình có đi ngang ngôi nhà số 42 rồi 112 rồi, rất là nhiều hình ảnh ở nơi đây. Nhưng mà hôm nay chúng ta
đi qua đường Đoàn Văn Bơ ha, để xem cái hẻm 262 này ngày hôm nay nó như thế nào. Bên quận 4 này thì em cũng thực hiện rất nhiều video clip tìm người thân cũng như tìm người bạn của cô chú anh chị, thì có người thì tìm được, có người thì vẫn chưa tìm được. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp may mắn ha. Phía trước là giao lộ Đoàn Văn Bơ, quẹo trái là mình sẽ ra cầu Camet, còn quẹo phải thì mình sẽ đến chợ Cầu Cống, chợ Kho 11. Quẹo phải theo hướng này. Con đường này là một trong những con đường mà bán rất là nhiều đồ ăn. Do bây giờ nó cũng hơi tối nên ra mà nhìn thấy những hình ảnh này nó không có rõ lắm. Đó, anh chị và các bạn thông cảm nha. Ở bên trái thì có những hẻm đi ra chợ Xóm Chiếu đó. Đó, hẻm đường Lê Quốc Hưng, hẻm 154 Lê Quốc Hưng. Và đi tới một tí thì có đường Lê Văn Linh. Đối diện đường Lê Văn Linh là cái hẻm 262. Chúng ta cũng gần tới rồi đó. Ở đây là có chùa Tường Quang 212. Chúng ta sắp tới ngay cái chợ này. Mỗi khi thì đường này rất là đông. Hôm nay thì đường nó vắng, ta dễ đi hơn, dễ tìm hơn. Mà đi sắp tới rồi đó. Bên cánh trái chúng ta đó là đường Lê Văn Linh đi ra Trịnh Minh Thế. Chúng ta nhìn lại cái cuối đường nè, ngay đây có cái chợ, và chúng ta sẽ quẹo phải đối diện cái đường này là hẻm, cái bên thì hẻm ở nhà 264. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi số nhà 59. Nhà anh là 262/16. Nhà của thím ba thì 262/59. Thím ba bán xương sáo nổi tiếng một thời, không biết ngày nay như thế nào đây. Bác làm ơn cho hỏi nhà của thím ba bán xương sáo ngày xưa. Bác cho hỏi nhà của thím ba bán xương sáo ngày xưa. Được trái. Dạ dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Nhà 13 xương xăm á. Dạ. Nhờ bác này chỉ đường nè. Dạ, là số 59 luôn bác. Dạ đưa để con vô không được. Dạ dạ con cảm ơn, cảm ơn. Nhà của thím ba nè. Dạ dạ. Chị cho em hỏi cái thím ba là ai hay chị? Thím ba nào? Thím ba làm xương xăm đó. Có chú Phước á. Dạ. Thím ba làm xương xăm chú Phước kìa. Dạ. Có anh Thành đó, anh Thành hỏi thăm thím ba á chị. Cái gì vậy? Để em đậu xe nha. Có anh Thành ở Úc á, hỏi thăm thím ba. Dạ. Dạ. Nhờ em xin số điện thoại thím ba. Với lại muốn gặp thím ba. Dạ. Mấy chục năm rồi không có. Chị cho em quay được không? Dạ, quay phim, quay phim. Dạ. Cho cả nhà gặp thím ba. À,
Bác là thím ba hả? Giờ xin gặp thím ba với lại xin số điện thoại thím ba. Dạ bạn. Dạ bạn á. Ở đây mất liên lạc rồi. Dạ. Má nuôi của anh Thành giờ anh xin cái số điện thoại đang hồi nữa, xin số điện thoại với lại dạ bạn anh Thành. Dạ. Hôm trước anh ở nhà số 16 này nè. Dạ, dạ được rồi, đi ngang chủ yếu là muốn gặp thứ ba rồi xíu nữa xin số điện thoại nữa chứ không gì hết. Dạ. Gia đình mình vui quá ha, làm quá trời nhân tâm luôn. Ôi vẫn còn làm nghề này mấy chục năm luôn ha. Bác còn nhớ không? Rồi anh kêu người quen của ảnh đã quay phim nhà mình đem gửi về ảnh. Hồi đó có một chị Mai. À, chị Mai. Mai ở bên Mỹ. Chị Mai bên Mỹ hả? À. Đó, mất liên lạc giữa hai người lâu lắm rồi. Nên là ra giờ bác hỏi thăm, ảnh hỏi thăm rồi chút xíu nữa con xin số ông nội vậy thôi. Chị lại quay hàng sớm rồi chứ ảnh nhìn rồi. Có gì ảnh gọi lại sao? Dạ. À, trong sớm vẫn vui nha. À, nhà 16 của ảnh là... Ủa 16 là bên kia hả chị? À, coi trong sớm rồi chứ giờ chắc nhà của người khác rồi. À, sớm này đi cũng... Dạ. À. Rồi một số hình ảnh ở nhà của thứ ba gửi anh Thành nha. À, chúng ta sẽ tạm ngưng nha, gặp nhau sau nha. Rồi. À, anh có nhắn gì với anh Thành không? Vô rồi hả? Xin vé mua vé ba ba không? Mấy năm trước em định ở nhà kêu mua vé đi qua ảnh kiếm anh á. Thấy anh thích lạc. Khoảng bữa giờ bữa. bốn năm gì chưa dạ. Ở nhà định kêu em đi vô ảnh mua vé nè. Dạ. Kêu ảnh kiếm anh á. Dạ. Mà thấy anh thích lạc. Dạ. Giờ thấy em kiếm mừng quá giờ không biết nói gì hết á. Thấy mặt là vui rồi. À, lần sau chúng ta gặp tiếp. À, rồi bác, ủa bác Phước khỏe không? Bác Phước ông yếu anh. Yếu hả? Tuổi dạ dạ. À, đây là bác Phước nè, anh Thành có nhắn gửi gì không? Ôi bác có nhắn gửi anh Thành gì không? Bác còn nhớ anh Thành không? Hả? Anh Thành á. Bác còn nhớ anh Thành không? Biết. Anh Thành á. Anh kêu bạn ảnh quay phim nhà mình. Anh á. Dạ. Bên bản. Biết mà anh không? Dạ, anh đó. Dạ, cảm ơn anh. Ở Úc hả? Dạ, dạ. Thì anh cũng thất lạc lâu lắm rồi. Bây giờ anh muốn xin thông tin với lại hình ảnh. Thôi bác ngồi đi không sao đâu. Ngồi ngồi. Ngồi đi. Đó. Dạ rồi bị cu nè. Đó. Nay vô gặp gia đình vui quá trời. Dạ đó, anh cũng hỏi thăm. Dạ. Em không có hỏi. Ít gọi lắm, đợi anh gọi về không à chứ em không có gọi. Đó. Chị là chị của chị Mai hả? Chị Mai bên nước ngoài rồi. Dạ. Mai con này nước chính rồi. À à đó, Úc hả? Anh Úc. À, đó. Bác có nhắn gì anh Thành không? Bác có nhắn anh Thành gì không? Bác có nhắn anh Thành gì không? Bà bị đi rồi. Không sao. Gửi lời thăm cô. Dạ. Bác gửi hả? Gửi lời thăm anh Thành. Dạ. Nguyên cả nhà mình chuẩn bị qua Úc hết. Có định đi qua ảnh kiếm ảnh á. À, bây giờ có tiền cũng không đi được đâu. Thôi nhà mình làm xin xăm cũng lâu đời lắm rồi ha. Ở này mình bỏ ngoài chợ hay sao vậy? Bỏ mối. À, bỏ sỉ ha. Đó, hai ông bà nè. Đó, rồi có gì anh Thành sẽ liên hệ sau. Dạ. Được rồi, được rồi. Bác có nhắn gửi gì không? Bác có nhắn gửi gì không? Hả? Bác có nhắn gửi gì anh Thành không? Bác gửi lời thăm hỏi gia đình thôi. Dạ. Rồi, hai bác vẫn mạnh khỏe. À, có điều nhiều nếp nhăn hơn xíu thôi. Chứ không có gì hết.
Dạ rồi. Bữa nào cũng chín mấy thôi. Dạ. À. Rồi thôi chắc em xin tạm dừng cái lấy nước suối ra nước. Dạ được rồi. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Gặp anh Thành sau nha. Gửi qua các anh chị và các bạn. À, và đây là đầu hẻm nè. Nhà 264 bán trái cây. Rồi kế bên thì 260 nhà tôn nè, bán hoa, bán tạp hóa. Rồi một số hình ảnh ở đường Lê Văn Linh, đường Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu. Với lại dẫn anh chị vô hẻm 262 để chúng ta nhìn lại hình ảnh ngày xưa với lại hỏi thăm người quen của anh Thành. Không biết anh Thành có xem video này không? Thì nếu có anh gọi em nha, để em gửi anh cái số điện thoại để anh có tiện việc liên lạc với gia đình. Gia đình của thím ba rất là vui, anh chị cũng rất là vui, rất là nhớ tới anh Thành. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.